tảng tự động hóa, quy trình nghiệp vụ FPT Shopee, giải thưởng sáng tạo của năm Ai Khiến 2019. Cảm xúc thì bây giờ nói chung là vẫn còn một chút hồi hộp, nhưng mà cũng vô cùng là vui và muốn nói lời cảm ơn đến toàn bộ anh em trong team, toàn bộ anh em DPS cũng như là anh các ban lãnh đạo shop đã ủng hộ rất là mạnh mẽ cho Acabot trong thời gian vừa rồi. Và sắp tới thì định hướng như anh chia sẻ trong bài là muốn đưa Acabot trở thành một sản phẩm world class, được đánh giá bởi Gartner top 20, cho nên là có rất nhiều việc phải làm từ marketing cho đến bổ sung thêm các tính năng advanced nữa. Thì tất cả năm nay cũng chỉ mới là gọi là một cái khởi đầu thuận lợi thôi, nhưng rất nhiều thách thức phía trước. Hiện tại thì Fshop đã thành lập một đơn vị riêng cho Acabot, để thể hiện cái sự quyết tâm để mà tập trung cũng như là dồn lực để mà Acabot có thể phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Đây là lần thứ 3 tham dự cái chung kết giải Ai Khiến. Nên lần nào cũng thấy là cái không khí rất là sôi động. Đặc biệt là rất ấn tượng với hai cái sản phẩm tham dự chung kết gala năm nay, Fish và Fshop. Mình thích cả hai sản phẩm. Nói chung là một sản phẩm thì đang triển khai ở trong nước, đang có một cái khởi đầu rất là tốt. Còn một sản phẩm thì đang triển khai ở nước ngoài, rất nhiều khách hàng tiềm năng ở khu vực châu Á. Thì cả hai sản phẩm này đều là những cái sáng tạo của anh em công nghệ, công nghệ. Thì mình nghĩ là hôm nay thì khán giả, giám khảo cũng sẽ rất là cân nhắc để lựa chọn xem cái sản phẩm nào là sản phẩm tốt nhất. Mình cho rằng là gần đây thì Ai Khiến có xu hướng là tìm kiếm một cái sản phẩm khá là quy mô ở FPT. Thì cái Ai Khiến nó xuất phát điểm, mình nghĩ là nó sẽ phải làm được cái sứ mệnh là kích thích được cái sự sáng tạo của toàn dân. Nên là mình cũng muốn là năm 2020 đổi một chút, tức là tìm kiếm những cái ý tưởng sáng tạo nhỏ hơn, đi xuống mức sâu hơn ở các cái tầng dịch vụ và sản phẩm nhỏ hơn nữa, ở quy mô nhỏ hơn nữa của FPT, và cái số lượng nó sẽ là nhiều hơn, chứ không phải là chỉ mỗi một cái đơn vị lớn như là Fshop, Fish, FPT thì chỉ có vài cái sản phẩm mình có thể tham gia được. Quy mô lớn như này thì tất nhiên là người ta sẽ phải lựa chọn những cái sản phẩm rất là quy mô và đã từng ứng dụng vào đơn vị của mình, có đem lại hiệu quả rồi.